Rồi, hôm nay trường sẽ hướng dẫn các bạn Smoke Heaven từ 3 vị trí khác nhau ha. Thì cái vị trí đầu tiên là mình vừa khỏi T-Space thì mình đi vào giữa cái cột này ha. Cái đó là đây có cái miếng gỗ cao nhất ha. Mình sẽ đưa con chỏ chuột lên giữa cái nền cầu phía trên. Đó, rồi khi mình chạy đến gần chạm đến cái cạnh dưới á, thì mình nhảy ném ha. Gần chạm thôi nha, chạm thì nó hơi trễ đó. Gần chạm. Rồi, chạy. Thì cái quả này sẽ smoke được Heaven từ team base. Rồi, quả tiếp theo nữa đó là mình qua tới bên nước short ha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ nhắm vào, ở đây có cái bảng trắng đen này, nó có cái cột nhỏ nhỏ này, mình cứ ném bình thường thôi là nó vô được cái ban công của cái Heaven. Cũng ở nước short B thì mình đi vào cái góc này ha, thì mình sẽ nhắm vào, ở đây có cái vùng cam với trắng ha, thì ở dưới cái vùng trắng này mình lấy một nửa thôi. Rồi ném. Thì cái này là Smoke Heaven phía bên trong sâu ha. Còn nếu mà mình muốn Smoke Heaven ở phía ngoài ban công á, thì mình ở đây có cái graffiti ha, có chữ V hay chữ gì đó, là nó đi sâu xuống dưới, thì mình nhấn vào cái đó thì nó sẽ smoke được Heaven mà phía ngoài cái ban công ha.